Hello anh em, xin chào mọi người nha các bạn. Thì hôm nay á là cuối tuần, mà các bạn biết team mình mà cuối tuần là biết làm gì rồi đúng không? Nhậu chứ làm gì cũng nậu. Mà bây giờ đủ má nghĩ nhậu không nè, hay tròn mẹ, tròn chồng nhậu, tròn nhầy, mà tròn bay ấy. Anh mẹ ông ghét cứ. Anh nhìn thấy anh cậu à? Chưa. Tôi thấy gì đâu, ông với ông thương ô nhục mấy đứa con gái Bình Định mình gơ quá. Làm bữa có đặt giải không? Đặt rồi nhưng mà chưa có trao giải. Bây giờ cái giải thưởng đó là gần trao rồi nha. Nói chung là ông cậu bé với anh Phương lại giờ đột vô là hai người phụ nữ mà có cái nét đẹp lạ nhất. Lạ đẹp thì cũng đẹp mà có độc thì lạ. Thì thôi giờ hôm nay là cuối tuần, với lại đặc biệt là có thằng Cuba em mình nha các bạn, với lại là một thằng em nữa ở Sài Gòn nãy giờ nó chơi. Nhưng mà hai ông nội đây nói là thôi bây giờ mình làm gì đó cho mấy ông ăn bữa ấy. Dù gì thứ nhất là cuối tuần, với là thứ hai là tròn quá nhiều rồi. Bây giờ mà mình tròn nữa đủ nhiều hồng mấy ông bỏ nhảy nha. Anh nghĩ em à thấy em mà ốm á. Dương của ba nó ốm mà. Bây giờ ốm nha các bạn, ốm. À, thôi bây giờ là mình Dương của ba sẽ chuẩn bị đi design một số món gì đó rồi gọi mấy ông nậu đó tới nha mọi người nha. Nói chung là hy vọng là các bạn xem video này á, nếu cảm thấy mà cái team của mình thân thiện hòa đồng thì đỡ lại cho mấy anh em mình một like, một subscribe và một share nha các bạn. Đặc biệt nếu ai mà yêu mến Cuba là phải bình luận số 1 đó, Cuba nó có động lực thêm mấy ký nữa nha các bạn. Cái đồ không động lực làm video, động lực thêm mấy ký đồ quá tốt luôn. Thôi giờ mình sẽ đi vừa và mình chuẩn bị đồ nha các bạn nha. Bây giờ mình với em Jack mình là đang đi xuống một cái nơi rất là đặc biệt nha các bạn. Đi mà, chật tại vì phải đem theo màu nha các bạn. Mà ở đó là có ông bị gà đồ ở dưới đó mọi người. Mà giờ mình với em Jack đi đồ dẫn vô cái chỗ gì. Mà nghe thằng nói chỗ đẹp lắm mà chưa biết đẹp sao mà thấy đường đi là thấy khó khăn rồi đó. Đúng rồi. Anh nói em những cái gì đẹp là nó thường thường nó sẽ gắn với cái khó, cái khổ. Chứ đâu có dở gì mà đi kiếm được một cái chỗ đẹp. Khổ trước sướng sau thêm mới giàu. Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu. Ôi dồi, hoa lá cành rồi nha các bạn. Má nhìn mày anh xấu xấu dữ vậy. Thôi là cái vợ con rồi chứ không biết đồ mình tới gì vậy. Không. Rồi. Đã quá các bạn ơi. Đây là anh em nó ở Sài Gòn, giờ chờ vô tem. Ông cậu bé, ông biết nó làm gần chết mà không chịu làm. Giờ em thấy cậu bé thì sao? Hello các bạn nha. Đây là đang trôn nào không? Đang trôn không? Đang. Ừ. Nào mày, tao mệt dữ đây. Quả chứ cậu. Cậu bé. Cái cậu vô cậu phụ đồ. Anh em đồ làm. Có đem cái giỏng không? Có đem theo cái giỏng không? Quá mệt mỏi thiệt chứ. Bây giờ cậu vô cậu phụ làm rồi nó vui chứ sao. Anh em làm giày cậu lại cậu nèm cậu ngú. Ai coi cậu ra gì cậu? Giỏng mẹ ngú mẹ nó. Chứ đem giỏng bánh mới gì đỡ. Đem giỏng mất giỏng ngú. Anh làm biếng thôi chịu các bạn. Hôm nay mấy anh em mình làm một cái bữa picnic cho vui nha mọi người. Dùng ở đây cánh hữu tình lắm. Rồi bây giờ tụi mình làm trước nha mọi người nha. Nói bữa nay là cái ngày làm ẩm thực không có trôn. Ừ. Chứ giờ dọn chỗ rồi đừng trôn trôn anh với thằng bé tàu á. Có nghe em ở trong Sài Gòn cái gì ở tao với anh em mà ai trôn. Đây là mấy ở chào với anh Vin. Thôi đeo. Cắt đồ xuống tao nha anh. Ờ, kiến nào kiến này nó đi vui rồi. Vậy. Xin chào các bạn. Thì hôm nay đến với bữa ẩm thực thằng Thánh ngày hôm nay thì trước mặt bạn là cậu bé. Hôm nay họ không có trôn nữa nha các bạn. Mấy chiếc cần hứa không có trôn. Mẹ mày trôn đập xí mẹ mày nha. Anh cứ mua gà không? Gà đâu có mua. Bây giờ đào trước rồi. Bây giờ nhiệm vụ làm chưa xong mà cứ đòi. Tao gì vậy? Có gà chứ tự nhiên chicken mà bấy chicken là đi liền chữ gà mà. Chứ sao tự nhiên có thằng em đây em tự nhiên nó tới nó làm rầm rầm rồi cậu đứng cậu chơi rồi anh em người ta coi cái tem mà gì cậu. Món chi lại hiểu không? Cậu giục giấy. Ở đây mát đầu. Bây giờ lấy đồ ăn rồi. Chắc này mương của ông nậu tao đỡ lại. Chắc thằng cậu bé thiệt chưa? Thôi đi giờ lấy đồ ăn đi. Bây giờ mình sẽ chuyển đồ ăn xuống nha các bạn. Rồi ở dưới đây mấy anh em nó sẽ dọn cái mặt bàn đây. Rồi nó trải ra, mình mua bia xuống mình đổ vô đây. Đấy, mua mấy múc xuống múc mẹ nó cho nhanh. Mày có ăn có hẹp mà sao mày kêu mà mấy đứa nó dọn đây mày. Dù sao anh cũng anh mày à, cậu cũng cậu mày chứ mà nói chuyện lại. Em xin lỗi. Ý là nói nhắc. Quay vô kiếp đầu quá. Bây giờ đây là ông ở Vĩnh Thạnh, ông ở An Lòng nha. Quá, chụp lên cho mình đi. Đủ cái này em cho mình trong. Bây giờ Phúc nó đang đi
Vina hao mà mình phải cắt nó vô quá. Đang đi mà. Anh Bảy. Như vậy? Anh làm gì anh Bảy? Cái quần quỳ gì cũng que tay tao hết đó. Kêu cậu bé bằng áo rồi cho mấy trong đụng chạm đi em bị cơ là. Ai cấu được rồi, cậu bé cấu cũng được. Bảy cũng mà, mày cậu bé cũng mà. Lông lá không? Cậu bé lông lá không? Cũng ồm. Được rồi. Mày lại mày lại mày làm đi, tao kêu giống tao ngủ mẹ nữa. Giờ cậu làm chứ, giờ cậu không làm ai làm nữa mà. Các anh em làm biếng quá rồi. Cậu bé thì đang giọt dưa leo rồi. Phương đang chầm cuối kia mà chưa ai làm biếng không? Chết rồi. Cũng làm gì mà làm ấm thực mà mình ăn làm từ A tới Z hết. Mua gà cũng ăn, đi làm cũng ăn, đặt hàng cũng ăn, giá cây cũng ăn. Thế cho làm thương con cua hồng đớ đâu chứ? Cua hồng đớ em có cua nữa chứ. Cua hồng đớ. Này em tao cái lớn quá. Nãy giờ mà cua hồng đớ tao đòi nào có. Thế? Sao vậy? Giờ nó dành ăn mình nó hết rồi. Bây sẽ cho anh miếng liền này nghe đây. Đấy. Gì? Ăn miếng này nghe. Đây nghe. Ai gọi này anh Hằng? Đây là mình làm cái gì đông dữ vậy anh em? Em biết rồi, cậu thấy kia là biết rồi. Ôi trời, vậy tới công việc nữa nha các bạn. Này cuối tuần nữa. Sao mày ông thấy bây giờ mày ông sáng rỡ không? Mày nó khối ơ mình mà sáng cái quần què á. Ông Phương kia ông coi nó mà sống cái chuyện nha. Đây ngày cuối tuần cái này á là bữa sau nha. Nếu mà công việc nữa các bạn ơi, nếu mà chi mày á là mình bỏ bia vô này ổ này đúng không? Mình mua máy tô mình mẹ lấy ke gì mình ông cứ ăn cao luôn, mẹ đang sướng hơn nè. Ông cứ nghiền tóc ăn cao luôn, ý là cậu bay có muốn ăn cua đúng không? Muốn ăn cua không đó kìa. Ông sướng nè, mấy mới gì đồ đế đồ nước không đồ nước đồ chứ trời à, thay thầu xây nữa rồi các bạn ơi. Thôi chứ không xây không gì rồi chứ làm gì nữa. Ấy là sao nó em lấy quả giá dưa một ít bụng ngọt dưa muối xuống. Mày có mua đường không? Đường cây bỏ đường với nặng chanh rồi vô chứ. Chi uống nước chanh mấy ngày quả giấy không thôi hả? Đá bia mà không chịu hết bỏ đường chanh đồ điên rồi điên rồi điên rồi. Một cái giá muối chính chưa chính chưa chính chưa mà sao biết mày 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 nghe nha anh là mày có rồi mày anh biết em nào em là thích anh mà nhảy vô coi vô coi anh thích em rồi vô chơi hết rồi chút quà con gà bác các bạn ơi gà đẹp con gà này bách trộn đâu vậy anh Phương đi làm sao mày có anh em fan ở chị gồm ra mà bách trộn mày đi là bách trộn là mua mua chứ chào bách trộn thôi đó giờ chứ anh giết em liền dạ, là em của má anh. Đây giờ mình qua đó công đoạn mình chờ làm muối nha các bạn. Má anh giết nó lấy cái quyền lá nó giả của bạn. Đéo biết được ngày. Ngày này hả? Đuổi gì hết trời chứ. Nghe nói ăn cái qua liền hay chứ không? Ngu người á. Giờ là tao cậu bay chết kinh. Chết kinh. Vừa thôi cho nó đánh ha. Chán thiệt. Rồi giả tiếp đi. Nãy cậu bay nói chuyện với tôi nói á. Chà thấy gương mặt này giả muối thấy ngu. Nhà có vợ làm quen hết rồi. Ê, vợ làm hết đây. Làm hết. Thì vợ không? Nhà cái nóc rồi. Nói chung rồi. Đồ thấy không? Gà chín rồi không? Nhưng mà sẵn con gà đây mình đấu tên cho bảy gà chích trình luôn là bảy rocket. Chưa chín, chưa chín thôi. Còn hốt. Chưa chín nào. Ý là giờ cậu ấy là tên rocket một giờ anh. Thì giờ ai muốn đặt tên gì đặt chứ mà đủ đặt kêu đó là lên mạng đâu chứ á nha đang cái tên bay chiếc cần ai chứ không quên bay á đâu phải muốn đặt là đặt đâu cái đít cậu bảy đó cậu bảy sao không mặc quần màu hồng mà mặc quần màu xanh vậy chuột con heo này cậu bảy này chắc giờ cậu bảy vừa hó giờ hó dám chấp cậu bảy 10 ký không nhận cái kèo luôn chốt sao cậu bảy giờ hóa idol chấp cậu bảy 10 ký thích nhất chơi chơi à chơi 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 vậy anh biết tiếng mấy em rồi em đang phấn đấu được trăm ký coi giá thua thua đã mày nhảy xong bao qua kia mẹ nữa rồi vậy chơi không phải cậu bảy phải bữa nay làm này căng á không được rồi phải hóa bữa nay làm thật đỡ cho ông cộng vui bữa vui bữa nay không có trôi nè hên cho nó là mày cản tao á không thấy bẻ nó luôn chứ dễ ăn lắm. Mình đợi do gà nó chín xong rồi nấu cháo. Nghe mình ngồi xí gà liền cho nó. Đây là bia ướp lạnh. Đâu có. Quá đã quá đã quá đã. Nghe mình. Sao giám đốc?
thì lâu ngày mới được đi ăn ké mà anh. Mày còn phải vui chứ. Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng. Xây dựng gì? Đâu, giám đốc gì đâu. Anh nguyên cái coi rồi. Lộn nhất luôn quá. Ui da. Anh làm gì vậy anh Phương? Ui da, quỳ gà chín rồi. Em thiệt, em không nghĩ là anh Phương biết nấu luôn ạ. Chứ anh hồi trước kia anh nấu cả trăm người mà anh đại trướng anh đại trướng của quân đội mà vậy. Ờ giờ hết ấy nhìn anh về hưu mà. Là mấy sao mấy gạch. Đại úy anh mới đại úy 4 sao một gạch. Hỏi chúng đem dẫn đi sao Phương? Có không? Có, đội nói có tem. Có, thằng em riêng em là em nói là có tem. Đâu? Vô. Cái ông đậu điện biết không con. Rồi coi rớt, coi rớt. Bỏ lên đây luôn anh. Ý anh bỏ lên đây này luôn không? Đúng rồi. Đây, đây, đây. 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 Anh chỉ huy nuôi quân chứ không phải là anh nuôi quân. Em hiểu không? Tại anh đại ông tướng mà. Sao? Giấm mẹ. Rồi, bây giờ mấy là món này là món đầu tiên nha. Mấy đứa em đưa vào. Rồi, bây giờ mấy đứa em đưa vô còn Phương là nấu tiếp. Cái mùi vị cũng que tay. Thôi đem mình cái lên cái. Đây, thôi bây giờ mấy em mình lên bia ơi. Bạn mình. Quả em nghe nói là anh ăn chay đúng không? Bữa nay rèm bấy, ăn chay. Bình thường đó. Chưa, dưa leo riêng anh là giờ nghe em gà gói là chuyện của anh. Cậu có ăn chay không? Cậu ăn chay không? Có, có. Cậu ăn chay luôn. Cậu ăn chay luôn. Hồi sáng bà chị bà mua chai xì dầu với hương bị giá. Gì là xào bánh rán nữa. Ăn chay, ăn chay, chay gì? Rồi vú mày. Đây, rồi vô. Đây là đó đó. Chúc mừng em. Trời ơi, cái giờ lâu lâu đi nhậu với mấy ông nội đi, nó điên đồ rồi nó chịu đâu nó bứt. Cứ nhớ chung rồi vô. Lè bây giờ lè tôi uống luôn bia tôi nói câu chuyện của cậu bay. Lè bữa ông nói ước mơ lớn nhất của đàn ông á là người ta chớ bia chớ rượu thành viên. Đó chơi là ông ba vô một túi men nhả, dọn gạch chứng hữu là kêu thầu lấy ra. À bạn làm mình như rượu. Dạ. Má mệt dữ. Ông kêu bây giờ cái dạng nước ra làm sao mà cầm đây. Bỏ vô đồng đá chứ, bỏ vô đồng đá. Đặt mấy que. Rồi bây giờ đó mình đặt mấy que nha các bạn. Cái áo con bị gào đưa mặt vô cái hồng lông lách quá. Ê hầu gì? Hầu lẹ. Bây giờ mình sẽ ngồi đây. Là má anh em có theo dõi không? Tôi hỏi về cái anh Phương câu nữa. Ừ. Ấy là má anh em có theo dõi không? Tôi hỏi bây giờ với ông Phương một câu. Thì Hân đang bấm quay mà. Bạn thì bây giờ tôi hỏi một câu anh nè. Ông bây giờ với ông Phương là trả lời thật tình cho anh em biết nha. Nếu có kiếm sâu hai ông có muốn sát cánh bên nhau nữa không? Anh em mà sao không có sát cánh được? Sao ní ra, ní ra đó. Ông là ní ra mà tính ra ông Phương còn yêu. Nói chung là cái cánh này nó thúi quá. Nói chung hai anh em tao là không xung sinh cùng nghề, anh em cùng thắng. Nhưng mà anh em tao nguyện cùng đi đôi với nhau. Các bạn ơi, có kiếm sâu là vẫn là chỉ cần không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm mà nguyện cùng ly. Cùng ngày cùng tháng cùng năm được không? Bây giờ mấy anh em mình mời mọi người cũng lên nha. Không, bây giờ là tem hân hô với lại mấy anh em nữa. Có em ở Sài Gòn vừa đó. Dạ. Là mời hết mọi người một ly nha. Chúc mọi người buổi trưa cuối tuần thiệt là vui vẻ nha. 1 2 3 vô. Chúc mừng năm mới, trăm năm hạnh phúc. Dạ là ông với ông Phương cưới nhau rồi. Tại đây với ông Phương cưới nhau rồi. Cả đêm nào đó. Wow, đã đạo không? Chùa mát không? Bây giờ đây anh em mình là ai nói chung ai nhiều cái này. Đây này, bỏ dĩa muối vô ở giữa đây cho anh em ấy. Rồi. Anh em mình xài tay ra. Anh em mình là tình cảm thoải mái nha. Leo rồi ngay. Anh Phương. Bạn lít này riêng nhất. Hôm nay cơn hăng hô nhờ đúng có không? Fan đây là mình em nuôi thúc cho đạm giỡn em biết cái tính em rồi, giỡn. Em cứ giỡn nhầy đó. Cô chừng anh ném lên là biết tính anh rồi ạ. Thì bây giờ cũng có pha này mà bị chén trưa mình mời anh em dùng miếng với mình nha. Thì anh thương em đó. Miếng ơi. Chưa có kê lâu rồi. Dùng em. Ngon. Ngon hôm bữa ghẹ. Không do ghẹ nó có đồ gia vị. Tới gần nhất nữa là ăn muốn đàng hoàng. Mọi người ly. Mà mọi người biết rồi chứ. Nói chung là nên là ngay mình được nghỉ mà về đường hưởng thụ. Thành ra gặp gỡ anh em đây mình rất là vui các bạn. Thành ra mình chúc mừng các bạn là chúc mừng năm mới trong năm hạnh phúc. Thì nguyện cầu nó luôn. Vậy mà đi làm MC. Nhận tiền bữa bài kia mà cho 2 xị nữa đó. Đủ quá ra quăng ngãi cho 2 xị. Rồi. Lấy đầu tiên. Như như đúng đầu. Cũng nhắc luôn mày. Mà chứ ai biết cộng nhận tiền người ta 2 xị. Mà các bạn nghe hôm nay từ Sài Gòn về ghé tìm anh Năng Hồ. Cuối tuần chúc các bạn vui vẻ. Okay. Đây là mời miết là phải mời thêm ly nữa nha em. Các bạn uống ly với mình nha. Vina nha. Chung là anh em mình tình cảm các bạn. Có gì thì mình quất nấy.
ngon quá cậu bé ơi. Dạ rồi, bớt anh em nói cho anh luôn. Đây là lỡ vợ em có coi cái video này anh nói nó anh đang nghĩ em nha, chứ không phải là em xin đâu. Anh đang nghĩ em dữ lắm, em vô đóng video cho anh. Hình vuông có bạn không, có bạn ngon ai đồ hót. Chào các bạn nha, thì tình cờ thôi mình cũng biết. Nãy thấy anh Hằng mua gà chị theo hối lại nhìn thôi. Anh mẹ rồi. Sao ông xong mình ông ý. Chứ chịu. Chào bạn đúng không? Ý là mình tình cờ đi ngang qua chỗ đó mà thấy anh mua con gà chị theo. Phải làm nhà có vỗ mà anh Hằng không có. Anh chứ sao chứ anh chật nói gì mặt dài đi anh chật. Đỡ cho thằng em nó phát biểu. Nó nói cậu lớn rồi cậu. Không vậy nha, các bạn cũng biết tình hình sau cái đoạn con gà đó là sao rồi. Đây đây. Thì hôm mà các bạn nha. Chúc anh em cuối tuần vui vẻ. Không, bây giờ tới bạn Mư mày này cũng mới vô chơi với bạn Hân lâu chứ mà mới vô chơi xong mời mấy anh em ly bia. Ờ nha. Mời uống là yếu lắm. Không, bây giờ mấy anh em mình vô mời lại mọi người cái nữa, đẹp mấy quen ngồi chơi nha. Một, hai, ba, vô. Anh đang cái chân đầu cái anh quên nói chuyện cái còn cái chân ngựa đâu mất không? Biết. Giờ nói chung món là còn nhiều nha các bạn, bây giờ mình ăn món gà trước. Rồi chuẩn bị vô món khác nha. Thì bây giờ nói chung là mình ra đồng ruộng nha các bạn, còn chẳng có cái gì để múc cháo đâu. Dạ. Dân dã mà. Mình ăn xong rồi mình dục nha các bạn. Cái này là các bạn biết cái gì đây? Anh hết rồi mà. Cái đơn giản đó, nó dày này. Trời ơi, em hết rồi. Wow. Cuba là thích nghi với lại sinh tồn rất là cao nha mọi người. Không có vé là sao? Không có vé là đây. Cũng chứ ngồi. À đúng không? Không có vé là sao? Còn mấy hôm? Dạ. Luôn của em. Dạ thì bây giờ biết làm sao được, bây giờ em phải cố gắng đâu. Anh say do? Ừ. Mất có 3 thùng mà say. Ngày hôm nay anh phải nhậu 5 thùng. Vui. Anh vui he. Vui tối nay đi xa phu được không? Ừ. Xa phu. Xa phu của em rồi không? Chứ anh hỏi vậy, cái nơi đó, cái nơi thiên đường tình yêu. Em đừng đánh vô cái tiềm thức thích của anh. Em nhận đi. Chứ là em tính tiếng luôn vô. Đúng. Free. Mà làm gì quay sát rồi vậy? Nó vui. Ý là em đứng lên đây đón vợ anh thấy nói nha. Ờ bây giờ mấy anh em mình đi nhậu cho mình đi sao vui các bạn. Mấy nó kêu tới đây nhậu mà không cho anh uống nhiều các bạn. Thôi bây giờ có miếng cháo thì mình húp đỡ. Chứ cậu nói không cho anh uống á, nghe em nó cười đúng không em? Dạ. Hồi sớm tới giờ mà cậu nói cái gì mà không cho anh uống không đó. Đợi 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 thấp thấp xuống cậu mày. Nó buồn, mặc áo luôn, mặc áo luôn. Má. Cháo nè. Cậu bị gà nội tục đó, anh em nói cậu gà bị gà nội tục kìa. Ai anh em nào nói? Lớn nào trong đời. Chi chiến nào uống đá mẹ nó nhanh nhanh. Phương nói. Phương hả? Đời bạn thân rất thân. Anh cháu mình ly bia đồ. Giờ đó muốn cháo gà nha. Mời các bạn cháo nha. Lâu lâu xuống đồn anh em cháo gà rồi kiểu phải một cách này nó hơi kỳ phải không? Quan trọng là cái tình cảm. Em nói anh là không phải là vì miếng ăn hay là ăn uống, nhưng mà quan trọng là tình cảm. Nhưng mà lần đầu tiên em về đây là tới team của anh Hằng Ngô là rất là hòa đồng, rất là vui vẻ, đón khách rất là nồng nhiệt. Ok. Đúng là cái là cái team tụi anh là không được cái gì ngoài sự thiệt thà đó. Đúng không? Thế nhưng mà cùng mà nó mẹ nữa. Tìm tàu lao là có em tàu lao đó luôn. Thì nói tàu lao nào. Buồn có không tìm nha, có tìm gì mà đưa cậu bị ghi à bị dứt rồi. Cùng quá rồi cùng vậy. Nhưng mà tìm thân được cái là anh chắc là được. Thôi mời bạn miếng cháu đi. Đưa Phương bé gác thì 50 ngàn. Không nói tiếng nào. 50 ngàn không tre bị quýnh mà lết. Ờ quýnh, nó quýnh là sao? Chấn thương tâm lý rồi. Hay là cái gì vậy? Cái gọi là sang trắng tâm lý. Vì 50 ngàn. Mày cứ đưa sự xấu hổ của tao lên. Vì 50 ngàn mà bị sang trắng tâm lý. Đồ. Gà nuôi mày, gà nuôi mà này. Anh này anh chia chở em cho anh. Món này là con bé hiếu nha các bạn. Mà nó vừa nó buôn bán không? Nó vô giao cho chị gì mà không? Thử miếng của bé hiếu làm thử anh Vương. Món này gì vậy? Ừ. Món này mày vậy? Đấy, em gọi em hỏi hiểu. Chụp cái mặt sao mà nó xấu như con quý. Con quý về cái mặt gì mày? Cô ba nó kêu mặt anh mặt quý. Đúng không? Đấy, biết làm không? Bữa nào anh xanh cái mặt của anh Phương mà kêu mặt quý, mặt mặt lờ. Người dạy ra ăn, sao không? Thôi mình kết thúc video các bạn ơi. Mà nãy giờ 4 thôi.
rồi mới mới 2 thùng rưỡi kia 4 thùng ngoài còn thùng rưỡi dưới đây nữa này. Ờ chắc là thôi vậy chào bạn nha, mấy anh em mình sẽ dừng cái video ở đây nha các bạn. Cho giờ cụ ba xây mà giờ màu màng à, anh Phương rồi anh rụng hết rồi, anh đổ quần áo rồi mặc dài ông coi sống sao được anh Phương. Bây giờ ông chạy băng gác anh chưa vậy à, anh bảy hầu rụng không, hầu rụng hết rồi thôi. Bây giờ mấy anh em bên đây giờ nó cũng rụng hết luôn. Giờ là Hân xin dừng video ở đây nha. Cảm ơn mọi người đã xem video. Rồi bây giờ mấy anh em mình dọn đi giờ luôn các bạn. Giờ ở nhà còn mấy thùng bia nữa, giờ mới giờ hết. Cảm ơn mọi người nha. Tỉnh tỉnh không? Nhà mày. Đây. Ôm dừng lại, Ê. Em chờ anh về mấy ơi. Đi về. Rồi. Giờ có bao thấy không? Trời ơi, nước rửa mặt luôn. Mày từ từ vậy. Anh nghĩ sao uống 2 lọ bia mà xây tới cửa đó phải lo ngoài quá nó chán rồi. Đồ nghĩ sao vậy? Đúng rồi. Ủa, giờ em ý em thấy cậu bé chơi được rồi, em nói thanh mẹ luôn. Tạm được. Nếu mà đồ cậu bé là cho anh Phương thì cậu anh Phương mai đến. Vậy. Được không? Phương cho cậu bé sao? Mai đến chứ. Đến cho anh. Đến làm cái. Anh đánh mà anh xì anh mẹ đánh làm chơi. Dạ, nói chung là xe không. Rồi. Cố gắng. Quên tư. Quên tư. Chuẩn quang rồi. Rụng. Bye bye mọi người. Bye.